Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của BQ Đành. Hôm nay mình sẽ rủ ốc cùng các bạn đi đến một cái nơi chúng ta sẽ chơi cầu trượt cao và dài nhất trên thế giới luôn. Wow, mình rất là háo hức. Các bạn nhớ ấn nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo nha. Ốc giả vờ đấy các bạn ạ. Thực ra ốc rất đang ở trong lòng rất là sợ rồi. Không bao giờ sợ. Để xem em có dám chơi không nhé. Đi thôi các bạn ơi. Đảm bảo ốc nhìn thấy là hốt ngay. Rồi, chào mừng các bạn đến với Resort Park. Lại qua hát một hát chị ơi. Ui. Đây, giới thiệu lại với các bạn. Đây là resort toàn là tuyết luôn. Và nhiệm vụ của chúng ta sẽ là thử thách trượt những cái đường cầu trượt, những cái máng trượt dài nhất trên thế giới các bạn hiểu không? Từ trên đỉnh núi xuống dưới thung lũng sâu tít 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 dưới kia mà các bạn có không nhìn thấy hết luôn. Ôi Bê Quy Thành ơi, chúng ta có thể đi vào đây để có thể spawn được rất là nhiều cái máng trượt nè. Ờ, có những máng trượt trượt được hai người, có những cái xe trượt tuyết cũng rất là đẹp luôn. Ông ngồi chổng hai chân lên. Bây giờ anh với em là cùng đi một cái máng nào đấy đi ông ơi. Máng nào? Chúng ta đi máng đây bên này đi ông ơi. Máng nào? Bên này bên trái này trước. Bên trái à? Trông mình buồn cười quá các bạn ạ. Đâu bên nào? Đấy, bên này đấy. Đây, mountain. Máng nói núi. Luôn là tên nó là có máng tên này. Rồi, bắt đầu đây nào, anh trượt trước nha. Ủa đây, bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi, chưa đây. Ôi trời ơi, chưa sẵn sàng. Ôi trời. Các bạn nhìn xem. Ôi trời ơi. Lắm luôn á. Ok, cuộc đời anh ấy. Các bạn nhìn thấy. Ôi nhìn này. Ôi trời ơi, cứu tôi trời ơi. Anh Thành ơi, em mắc kẹt rồi. Không trượt được nữa, đang trượt trở lại. Ủa gì vậy? Sao Bê Quy Thành trượt được hay ta? Ôi dồi ôi, ôi bay cả ra ngoài luôn rồi. Ôi các bạn ơi, bây giờ không trượt trong máng nữa mà trượt ra sườn núi rồi. Ôi đau mông quá. Giờ xuống núi luôn rồi, quay tít lò. Bây giờ mình vẫn trượt tiếp này các bạn nè. Chịu luôn, ông ơi, anh trượt dưới này luôn rồi, dập mông rồi. Cái núi này nó gồ ghề quá. Anh trượt xuống núi rồi à? Không trượt được máng trượt nữa à? Anh bị bay ra khỏi máng trượt, nhìn mọi người trượt trong máng, còn anh trượt trên đá dòng. Thế này thì dập mông rồi. Các bạn ơi. Ôi em trượt xuống hẳn đến nơi rồi. Yeah. Sao ở giữa tuyết lại có lava này, ảo thật. Ông ơi, anh dập mông rồi, cay thế giờ. Đâu em trượt ở đâu? Em ở chỗ lava đây này, em trượt đúng xuống dưới luôn, đúng máng trượt về dưới luôn, em đi nhặt những bông tuyết. Wow, tận đâu ai chưa nhìn thấy. Nhưng mà các bạn nhìn xem, những cái đường cầu trượt rất là dài luôn, dài từ trên đỉnh núi xuống kìa, mình không bao giờ nói điêu luôn. Đảm bảo là những cái đường cầu trượt này dài nhất trên thế giới luôn. Đúng. Ai thấy bông tuyết rồi ông ơi? Anh đi lụm bông tuyết. À, nhìn thấy Bê Quy Thành bé ti ti kia rồi các bạn. À, nhìn thấy ông bé ti ti chả kém. Mình có thể back to spawn nha các bạn. Đúng để rồi. Chúng ta có thể lên đây. Quay trở lại vị trí ban đầu. Ôi, cái này trượt được hai ông ơi. Ông ơi. Ngồi lên, ngồi lên. Không đâu, đây là chỗ khác. Không lấy được cái này à? Không phải đâu. Ấy xa. Chọn bấm sang thôi à? Rồi, chả có bông tuyết mà mua ấy. Đúng rồi, chúng ta phải có bông tuyết thì mới mua được những cái xe trượt tuyết luôn. Phải có nhiều bông tuyết Bê Quy Thành ạ à, thì mới có thể mua được nhiều. Đúng. Ê. Ê, cái này không lấy ra được. Để từ từ. Xem nào, xem có mua được cái gì không để hai đứa mình đi chơi. Đây từ từ, có cái này này, trông cũng được các bạn. Đây. Phải có cái nào mà đi hai người ấy. Đây. Ốc cứ ngồi em ngồi được. Một ngồi người thế à? Nào được? Một người thế à? Thế em lấy một cái khác ra đi. Sao em lại lấy một cái khác? Lấy một cái khác. Đây này, đây. Lấy cái này này. Đúng rồi. Cái nào chả được, chúng ta sẽ đi lái lên. Anh sẽ ngồi cái này á, đảm bảo lần này á an toàn. Eo ơi, em ngồi này ghê hơn này. Cái của em á không có cái bám đằng trước như cái của anh, nhìn ghê. Ôi bạn này còn bị úp mặt xuống này, ngã ngửa ra đây này. Này ơi, đi cái đường trượt này đi, Rainbow Hun này này. Ok, trâu ống này hả? Ôi đường trượt ống các bạn ạ, à, rất là nguy hiểm luôn. Ê từ từ bạn ơi, cho tớ đi với được không? Để từ anh đi ké bạn này xem được không? Không đi được à? Ê không cho đi ké. Ê. Đâu đường rồi? Trượt Rainbow. Rồi ông đi trước đi. Từ từ. Ôi Minden. Minden. Từ từ. Anh chưa đi được. Đây. Ôi tối hun hút Bê Quy Thành ơi, sợ lắm Bê Quy Thành trơn ơi. Trơn quá. Đây rồi, bây giờ em biết tới. Đây mới là cầu vồng nè. Ôi giời, đúng sâu hun hút. Ôi.
Ôi trời ơi các bạn ơi, ôi 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 ôi. Đây, mình vẫn trượt được xuống tận đích các bạn ạ. À. Ai trời, anh cũng thế mà. Ôi trời, băng băng về đích luôn. Ui giời ơi. Ui ui. Ui cái này trượt ngược luôn rồi. Ok, anh trượt ngược luôn rồi. Nhìn anh này. Ôi, đập đầu vào đá, ngáo luôn rồi, không hề tỉnh táo. Ê ốc ơi, tông nhau không? Tông nhau làm gì, em đang đi lụm bông tuyết đây này. À, anh chạy ốc rồi. Ê, 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 đuổi, đuổi, đừng có đuổi, đừng có đuổi. Đố, đố, chạy được luôn. Ốc cả cái. Rồi các bạn ơi, chơi khá là vui luôn. Vậy là mình đã trượt được mấy đường rồi á. Bây giờ quay trở lại đi ông ơi. Ok. Nhưng mình phải trượt máng nào mà đúng nó xịn rồi. À trượt kiểu cái đồ trượt nó xịn ấy. À bạn này, em ngồi cùng bạn này có được không ta? Ờ không được các bạn. Tại sao các bạn lại có cái này nhỉ? Các bạn ấy có nhiều bông tuyết và mua được. Thế à? Để xem có bao nhiêu đâu, cái đấy là cái nào? Nhiều lắm. À 50 nhiều bông lắm. Tuyết. Ui ơi, có cả xe ông già Noel này, Bê Quý Thành ơi. Anh thậm chí còn không có nổi kim cương. Anh này sẽ mua. Đừng bao giờ khinh thường anh. Anh đây mua đây, anh bấm vào tận nơi anh mua. Okay. Bấm vào đây này, bấm vào chỗ này này. Có biết mua không? Bấm vào đây. Không, mua hình như mua bông tuyết là phải bấm vào bông tuyết này chứ. Đúng không? Bông đúng tuyết, rồi. Bông tuyết là cái này đúng không? Bông tuyết là cái kia, còn kim cương là mở cái xe của Santa Claus này. Đâu, Santa Claus đâu? Đây. Xe đắt nhất đấy hả? Ờ, nhưng mà đắt lắm. Bây giờ anh sẽ mở... 900 mua được cái gì ốc xem này, xem giá cái nào, 900 này, 200 này. Anh mua cái nào hai người ấy? Ồ, con này, rồi, mua luôn cái này, từ từ đã. Đâu, 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 cái nào? 25 Robux kìa ốc. 25 Robux cho bao người? Đâu? Ui, đấy đấy, cái đấy đẹp đấy. Ờ, vừa có cái 25 Robux, đây, cái này đẹp này. 25 Robux à? Mua luôn các bạn ạ. 25 Robux cho mấy người? For, nó có bảo mấy người đâu? Nào, ai mà biết được? Nào? Cứ mua thôi. Eo 25 Robux rồi. Trông phèn quá. Đây bây giờ anh cho em cái nữa này. Đấy, ngồi đi không? Em ngồi được không? Em không ngồi được, không phải đấy, của cái, em. Cái bên này mà. Không phải của em. Đây này, lái ra đây, ốc thử. Ôi giời, Minion cũng đi chơi rồi hả? Này, em đi cùng bạn khác rồi. À, không được đi cùng bạn khác à. À. Nào bạn ơi, mình đi cho tớ đi nào. Ké được không? Thấy chưa? Phải ngồi vào những cái nào nó có hai chỗ ấy. Ôi giời, xin thật, anh phải mua. Bye bye, cái bye đấy bye là cái này đúng không? À, double đây đúng không? Ừ. Ok. Ô, bạn này không trượt được, không biết lái các bạn ạ. Rồi. Nãy giờ chưa đi được. Bây giờ anh sẽ bỏ ra 160 Robux để mua cái nào trượt cùng với ốc được các bạn. Oh, đấy, quá đã là đầu tư luôn. Đây ơi, mình đi ơi. Ê, yeah. Ông bỏ rơi anh các bạn ơi. Mình chỉ đi theo những người nào có đồ xịn thôi. Đây, anh có đồ. Đây rồi ông ơi, về đây đi cùng anh. Ôi giời, anh sẽ... anh chở bạn khác rồi à? Anh chở một em gái luôn rồi. Ơ, ốc trượt đường trượt nào đấy? Đường trượt cầu vồng lúc nãy. Bạn ấy trượt mà, mình không lái được đâu, chỉ có bạn ấy lái được thôi. Đánh ra, chính ra. Ơ, cua xe kiểu gì? À đây, đây, đây các bạn đây. Đấy, xời. Đấy rồi, đây rồi, bạn sẵn sàng chưa? Em gái xinh tươi sẵn sàng chưa? Ôi giời ơi. Cái gì nhá bạn ơi? Các bạn nhìn con hoa mắt luôn. Ôi giời ơi. Em gái gọi là choáng luôn. Ôi giời ơi. Ôi. Ai bên Thành ơi, em nhìn thấy anh nè. Đây ông ơi. Anh đèo em gái bay gọi là vút tầm luôn. Đâu cho em đi với. Đây đây bây giờ. Bây giờ nó quay trở lại lên trên kia đi ốc, anh thấy em rồi. Ok. Ừ. Đâu? Đây đây lại nè, ốc ơi. À, đây, đây. Từ từ đã, cho bạn này đi đã. Ừ. Ốc ơi, lên xe ốc ơi. Ok. Bạn kia lại muốn đi với anh á. Tính ra đây không cho đi cùng đâu. Đi cái trường trượt đâu ấy? Em muốn đi trường trượt nào? À, đường trượt này em chưa đi này, Hypnoise chưa đi này. Hypnoise đấy hả? À? Anh vừa cho bạn kia đi rồi, bây giờ anh cho em đi đường này nhá. Đường này. Đường. Đường này đường vô chi mà. Đường này không có máng mà. Không cần phải máng, trượt núi luôn. Ôi ôi. À đây. Máng đây, máng đây. Ê, máng đen trắng kìa. Ờ, để được hấp dẫn đấy. Ô không, trượt máng này trước đi. Trượt ngang luôn rồi. Ơ chứ rồi, mắc kẹt à? Mắc kẹt à đây.
đi ngược luôn nhá. Đi ngược à? Đi ngược cho cảm giác mạnh. À. Ôi, cắm đầu xuống. Ê, chơi kỳ ta. Cắm đầu, ông cắm đầu xuống đất. Nào, bê hành làm gì đi chứ? Nó không đi được. Ê, anh bảo đẩy ra đi. Đây, đẩy, đẩy, đẩy. Nó cắm rơi xuống ngay rồi. Mình tranh thủ lấy hai bông tuyết các bạn ạ. Ê, cái này nó bị hỏng rồi, rơi mạnh quá, cắm luôn xuống đây rồi. Không đi được rồi. Chịu rồi đây. Lại đi các bạn ơi. Ôi giời, trượt xuống dưới kia thì chắc là chúng ta đang xuống. Hình như chỗ này mình bay xuống một lần rồi. Đây, nó cắm vào đây các bạn, chịu luôn. Đâu đi à? Nào, lại rồi. Nhanh lên, em cũng sắp để giành được tiền rồi. Đây, ngồi đấy. Ok nha, cho Úc đi đường trượt gọi là... Thôi đi cái đường trượt kia cũng được. Rồi, em chưa đi đường trượt này, anh cho em trải nghiệm cảm giác. Hôm nay tôi sẽ đèo em gái Úc trải nghiệm cảm giác hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, hết ngầu luôn. Ô, cái đường trượt này nó đen trắng suốt thế này à? Nhưng mà nó ngắn mà, nó xuống nơi rồi. Đây, ôi giời ơi. Ra nhảy ra lấy bông tuyết. Rồi, lấy bông tuyết làm gì? Lấy bông tuyết mua được xe ấy. Anh đầy bông tuyết kìa. Đó, bây giờ anh sẽ kiếm một cái xe mới xem nào. Có xe nào hai người mà cho nó đẳng cấp nữa không? Có, cái xe nhìn đẹp lắm. Em bảo có cái xe đây này. Đâu? Đấy, 150 bông tuyết này. Bóp sờ đâu, bóp sờ đâu? Đâu? Đây à? Trên. Đây. Ui, chipper túp là ba đứa chơi đấy. Ok, mua cái này luôn nhá. Túp làm gì? Mua cái này nè. Đâu? Đây à? Ừ. Cái này mấy người chơi? Không biết. Mua đi. Đây, mua luôn. Ui, em. Ui, à, thật chứ. Ôi, trời ơi, đẳng cấp các bạn ạ. Là quả này chơi tên luôn. Rồi, cái này chúng ta sẽ quay trở lại cái chỗ này. Các bạn kia không trượt đi chạy bộ. Ôi giời ơi, hấp dẫn quá các bạn ơi. Đây này chúng ta có xe để trượt. Ê, đã bảo không trượt bên này nữa rồi. Không trượt nữa mà. Lái đi. Ây giời. Ôi giời ơi. Ông ơi, cắm đầu, ôi ông đập đầu. Ôi, bên Thành chả biết lái. Đi, đi cho tận đầu rồi. Ôi giời. Chả thích trượt gì. Đập rơi xuống núi các bạn ạ. Không biết lái gì cả. Thế chị đi. Cười quá các bạn ạ. Không biết lái gì, lái hay thế. Không biết lái, ốc chê anh các bạn ạ. Chê rõ. Đây, mua thêm xe đi. Cái xe này là kiểu gì? Xe gỗ à? Hay thử mua cái ba người chơi cho nó tê mà. Ba người á? Okay. Ba người. 800 gà đắt thế. Ôi trời ơi. Mua thử nhá. Hết tiền luôn. Hết tiền luôn à? Hay thôi, cứ ba người. Ba người à? Đấy, cái này. Mua cái đấy cũng được. Ở cái này trông có vẻ hay này. Scooter. Ôi trời. Kể một người hay hai người đi. Một người thôi. Ôi giời, hơi chán các bạn ạ. Để xem nào, ở đây chúng ta có. Có khu khác không ạ? Đâu? Mở với gọi là 50 cái này. Sang đây. 50 cái gì? 50 bông tuyết. Sang luôn khu mới. Đâu? Đây, bấm vào thế giới ấy. Quả bấm cầu đây này. Xong bấm sang. Đấy, sang đấy luôn. Xong bấm luôn. Teleport. Mở luôn. Rồi, sang teleport đây. Luôn. Là hai đứa mình trượt. Đúng rồi. Đấy, ok. Lên. Lên ngay. Giời ơi, đúng rồi. Wow, bắt đầu. Cầu kính à? Trượt. Cầu kính dựng đứng à? Ôi. Nó cao hơn đúng không ạ? Nó cao hơn chỗ lúc nãy mình trượt dưới kia. Ui, sợ quá. Ôi dồi ôi, chỗ này cầu kính dựng đứng. Ôi, đi vào lòng đất. Ôi, bay vào đây đúng không? Bay vào má này. Ôi giời. Ôi dồi, văng đừng văng ra, tôi không muốn văng ra. Tuyệt vời luôn các bạn ạ, chơi quá hay luôn. Wow, như kiểu chơi ở cầu trượt nước, ở khu công viên nước á. Chưa xuống à? Chưa xuống, vẫn đang xoay. Ôi. Ôi dồi, chết rồi. Kìa. Là con rơi xuống hố luôn. Đẳng cấp. Đi vào lòng đất à? Wow, chơi cái này phê thật các bạn ạ. Ôi. Bay hẳn vào bãi cỏ luôn. Ôi giời. Khá là vui nha các bạn.
Chỗ này có mấy cái trượt. À bên này còn một chỗ trượt nữa này không? Chỗ này chỗ đi lên sao chứ? Đi lên. Có mỗi chỗ trượt thôi các bạn ạ. Bây giờ mình thử chuyển sang map mới, không có đắt không? 100 bông tuyết. 100 bông tuyết à? Tận 100 bông tuyết. Em mới có 90 bông tuyết thôi. Để anh thử lên trên này xem có gì vui không nhỉ? Thế để em mua thêm bông tuyết. Wow, trên này nó chỉ cao hơn thôi các bạn ạ. Càng ngày nó càng cao các bạn ơi. Cao lắm. Cái máng trượt này nó cũng vẫn vậy. Mình cũng không thấy có gì khác. Ở đây có bông tuyết. Ê, chỗ này chính là cái chỗ mà lúc nãy mình trượt xuống đó. Ờ đúng rồi. Ê, nên chỗ mình nó cao mà. Ờ, lừa. Hả? Lừa. Ồ, chỗ này chỗ cao nhất chưa? Có vẻ cao đấy. 200 bông tuyết à? Anh có tiền không mà mua không? Ủa. Thế mua 200 bông tuyết đi. Để em mua bông tuyết này. Ồ. Nha. 200 bông tuyết, mua luôn, lên luôn. Để em mua Robux đã. Các bạn nhớ xem video cho mình nhá. Mình đã quay trở lại làm video trên kênh Ốc TV rồi các bạn. À, bên này nó đi cả một khu mới ấy. Cái khu bên nào ấy? Chúng ta cũng đã trượt ở trên kia kìa các bạn. Đây khu nào? 200 ấy. Đấy, đúng rồi. Bên này cái máng của nó to hơn rất nhiều và có vẻ nó thấp hơn. Rồi. Chỗ lúc nãy là mình trượt cao nhất đâu. Bây giờ chúng ta sẽ trượt thấp hơn chứ không phải cao hơn đâu. Nào, ngồi lên đây. Yeah. Chúng ta sẽ trượt cái máng màu xanh hay là mà máng to đùng to ở giữa. To đi này. Ờ cho nó purple. Máng màu tím các bạn ạ, purple jam. Đấy, ui giời, trượt này quá to luôn. Trời, các đang trượt không? Có đang trượt không mà tự nhiên thấy êm đềm quá vậy? Trượt nó thấp mà cái máng này nó có dốc đầu đề, bây giờ chuẩn bị dốc này này. Wow. Đấy. Nhưng mà nó bật xa phết. Ừ, xa mà. Khá là vui các bạn ạ. Bây giờ trượt sang cái đường trượt khác đi ông ơi. Từ. Okay. Em nhìn như kiểu là có kim cương. Ôi đúng rồi. Đó, lụm được kim cương kim mà. Kim cương nè các bạn ơi, kim cương đó nè. Anh có lụm được không mà anh nói? Anh không, nhanh lên. Anh không cái gì em. Nhanh lên, chúng ta sẽ đến kim với đường trượt cương. Ống. Nhanh lên ông ơi, đường trượt ống. Đây. Đâu. Ấy à, xe mới à? Ai đi con này cho nó an toàn. Húc vào đâu cũng không sợ. Đi đây. Chui đường ống là hay bị hút lắm các bạn ạ. Đây, bây giờ mình sẽ chui cái đường ống màu xanh. Con này bị sao tự nhiên nó bay vào đấy ghế thế. Nó xịt bao. Hack game. Ôi giời ơi. Đường hack game các bạn ạ. Chịu rồi. Ôi giời, xanh thế, chả nhìn thấy gì. Đấy. Ồ, xanh nhỉ. Xanh quá. Xanh. Không biết đang ở đâu. Úi giời, bay tiếp sang ống khác rồi. Úi giời. Ôi giời. Xe này trượt rất ác các bạn ạ. Gặp tuyết đúng như gặp mùa luôn. Xe này là xe trượt tuyết luôn rồi. Ôi giời, khá là bình thường các bạn ạ. Quá bình thường. Đây, mình trượt từ trên cao mình quen rồi. Đây, nốt cái máng này đi ông ơi. Máng này có nước luôn. Máng này có nước, chúng ta sẽ phải gọi là trượt bằng phao. Đúng, hợp lý. Đâu máng nước nào? Đấy. À, water, đúng rồi. Ôi giời ơi. Ê, giống như là đi công viên nước ấy nhỉ. Chơi rất là vui luôn. Ý em thấy nó xoắn quẩy đấy bên này. Nó xoắn quẩy không bình thường đâu. Xoắn quẩy. Giời ơi, trời rơi xuống đá thì ngáo luôn rồi. Các bạn ơi, bất lực thật. Thôi trượt riêng đi. Trượt riêng nha, trượt ok. Trượt riêng ở trên cái đường này đi. Từ từ xem bao nhiêu rồi. Anh sẽ đi trượt riêng, em đi và trượt riêng một mình. Đây, em có cái pha màu hồng này, Baby Thành. Này, nhìn thấy chưa? Hồng, hoa hồng này. Đấy, trượt đi. Đây, bây giờ anh sẽ gọi là trượt con này của anh. Yeah, mình trượt đây các bạn ơi. Đùa quá mày, đợi tí đùa. Đây, anh sẽ đùa cho. Đùa, không kịp nữa rồi. Người ta đi xuống. Ôi giời, cái gì đây? Mình lái kiểu gì mà... Thôi, các bạn ơi, mình thấy là nên chơi một người cái máng này thôi các bạn ạ. Yeah, xuống luôn, wow. Ê, có cả trường đường giao thông kìa, sợ thật đấy chứ. Ê, cái này khó điều khiển quá ta. Ủa gì đó. Chứ cái đấy không ăn thua đâu. Ủa, bạn kia bay trông như là con ma ấy. Đây rồi, anh tới rồi đây. Cái gì mang xe trượt tuyết đi trượt máng nước. Thế nó mới đẳng cấp các bạn ạ. Đây rồi. Anh em xem tôi đây. Úi xời, tí bay ra ngoài luôn. Úi xời. Anh em
em nhìn tôi đây, bay như chim luôn. Rồi các bạn ơi, map mới cần phải có 600 tuyết mới mở được. Thôi chắc là mình dừng video tại đây các bạn, vì video này khá là dài rồi. Và nếu các bạn ủng hộ mình trượt sang những cái khu khác ở bên này nữa, có cả khu cầu trượt lava, các kiểu khu cầu trượt thử thách nữa, thì các bạn bấm like thật nhiều, bấm đăng ký kênh để và bình luận dưới là anh Nguyễn Thành và chị Ốc trượt tiếp đi. Trông có vẻ rất đáng sợ nhưng mà cực kỳ hấp dẫn. Còn bây giờ chắc là tụi mình sẽ dừng video tại đây rồi. Bye bye. Chưa dừng à? Để thử kết quả trượt kiểu này xem là. Hả con hả? Ok thế thì đợi anh lên nữa. Nó có ở đâu đấy không? Em spam em mua mà đây các bạn ơi. Ôi ôi, trượt ở chỗ nước thế này, nước bắn tất vào mồm nên chúng ta phải ngậm mồm lại. Ôi giời, ốc mua được cái gì trông có vẻ căng ấy. Gì đây ốc? Phải ngậm mồm vào cái nước rồi bắn vào mồm. Hảo. Wow. Ui ôi, các bạn ơi, trượt cái này thích hơn nè. Nó kiểu áp sát cái mặt mình, nó sát mặt đất để nhìn ghê á. Rồi, bây giờ anh sẽ trượt nốt lượt cuối với chiếc xe này. Anh chưa trượt bao giờ mặc dù đã mua. Chỗ này cái máng này đi hơi chậm các bạn ạ. Anh sẽ bay lên trời. Đằng sướp. Úi giời ơi, xe gì mà lật lộ tung phèo này. Rồi các bạn ơi, chắc là bây giờ tụi mình dừng video tại đây luôn nha. Bye bye. Hẹn gặp lại bạn Việt sau. Bye bye.